近日，一支 MV 在网络广泛流传，三位乡村非主流少年让看多了高端大气的明星的观众朋友们眼前一亮。带着比最炫民族风更摇摆的节奏，今天我们要认识的是来自越南的当红超人气天团 HKT。HKT 组合是一支前90后亲民非主流男生偶像天团，堪称越南本土的东方神起。成立的理念是不敢直视的偶像，与其他天团不同之处在于 HKT 组合更加亲民。他们会定期举行与粉丝的握手会、击掌会等活动，三人更是在 MV 错错错中以忧郁的表情和纯洁的内心一举俘获众多女粉丝的芳心，被誉为浓夜重金属里的小清新。呀好em lời hứa ngày xưa mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa dìu nhau đi qua nhân gian lắm bề giờMột lần yêu mang đến đau suốt cuộc đời Ngày xưa mình có nhau nay chỉ là niềm đau Người ra đi thương đau vậy kiếm đời anh thêm một lần đau Ngày xưa người đến chi, người hứa chi Rồi nay em ra đi chẳng nói chi Lời yêu em trao tôi hôm nào nay tan vào hư vôTình em là thế sao, chỉ thế sao Lời yêu em trao tôi chỉ thế sao Ngày xưa khi bên tôi ai đã nói Chúng ta không chia lìa Ngày qua ta bên nhau vượt qua bao thương đau Vì đâu hôm nay tình phải giấu Vì yêu em nên anh phải nén đau Để ngày sau đôi ta lại bên nhauYou need